ngày 3 tháng 9, tuyến đường Sao Vọng, Đăng Hà, đoạn qua dốc 5 cây thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, lại bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển qua đây. Đây là tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng. Nguyên nhân ban đầu là do nhiều cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt nhiều ngày gần đây. Theo quan sát, tại khu vực dốc Năm cây, đất đá trên đỉnh đồi, sạt lở xuống đường và có nguy cơ tiếp tục sạt lở do vẫn còn mưa. Ngoài ra, một đoạn ta luy âm dài khoảng 15 m cũng bị sạt lở, ăn sâu vào lòng đường nhựa khoảng 0,5 m Một số đoạn cống thoát nước ngang đường cũng bị cuốn trôi xuống vực. Quan sát tại hiện trường, sạt lở có nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào lòng đường. Hiện cơ quan chức năng đã cắm biển, căng dây cảnh báo, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn đi vào các tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình sạt lỡ để có các phương án ứng phó phù hợp